Chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người trở lại kênh Sống Sót TV của mình. Sáng nay anh hai vừa bổ xong tay lưới cá sát mọi người ơi. Bổ xong vô cái máy nó hết chạy luôn rồi. Chắc sáng nó bổ cũng bơi quá. Mình thức dậy trễ mọi người, mới đi ra tới à. Giờ này thấy anh hai đang sửa cái máy nè, nó bị nước. Chắc nó ướt mùi ghi rồi. Mùa mưa này hay bị cái vụ mà ướt bu ghi rồi đó mọi người. Mình chùi hồi nó chạy. Có ông bác này ở bên cồn nè mọi người. Sáng nào cũng đem mấy cái rau vườn nữa. Rau vườn, rau củ của bà con ở bển ta trồng á. Đem qua chợ bên đây bán. Bên đây cũng có ngôi chợ nhỏ nè mọi người. Đó, chạy rồi đó. Trời nước quá trời lắm rồi bác ơi. Dạ. Đêm hôm á, đêm hôm có nhiều. Đêm hôm dữ lắm. Đó, rồi rồi rồi. Con cá đầu tiên lên là con cá sát là hiểu rồi chú Đăng ơi. Con sợ con cá kia nó lên thôi. Sao hả? Vô được không? Đó. Con cá đầu tiên lên con cá sát là mình thấy bữa nay là may mắn rồi nha. Nay có thể đi bầy nè. Khá quen. Đó, cá sát nữa nè cả nhà. Khá quen, khá quen. Đó, đó. Rồi. Không phải, không phải. Con này là hổng ham. Hay vậy? Con cá nước ngoài. Cái xác sọc. Tại nó có cái sọc đó nha. Vô hơn chục con, có chục con là có cái lô rồi. Dạ. Cá bự 200-300 gram là bình thường.
Cái nhà xem nó có cái sọc giữa lưng này cả nhà. Hai bên hông nó có sọc này. Có người kêu cá sát sọc, có người kêu cá sát thôi. Cá này ăn cái bụng nó ngon, nó béo. Còn có con nào mập quá cái này kêu cá sát bụng. Cái bụng quá trời. Đó. Hiện giờ nó còn đều đều chú ơi, nó chưa vô cục. Một hồi mà nó vô cục nữa cái nè. Đã. Nó vô nguyên về luôn. Thôi chú cái hú là chú cái xác rồi. Dạ. Con nha. Dạ cá sát. Để đây vài con đi, để có nước mà. Vài con hả bắt luôn. Ở đây vừa kéo lưới vừa nghe tin tức thời sự thế giới luôn nè chú đang. Giờ này rạng sáng ở gần đây có cái loa phát thanh đó cả nhà. Sáng người ta thông báo tin tức rồi. Đây mình cũng cập nhật được tình hình trong nước và thế giới. Xin kỳ à. Mà cái cá này không anh nhớ là gai gì là mình cũng có ký à. À cá đầu bằng cái xin kỳ. Đó có khách lại chơi cả nhà. Mình đang làm gì đó ở không không, có khách lại là có cá nữa nè không? Không. Dạ có. Trời ơi đó vậy. Nãy giờ cá sát lên đều đều cũng mười mấy con hai con rồi. 25 con. Ủa bác đây sao? Mấy cá à? Gì vậy? Khúc dưới không có hả? Không. À. Kỳ dưới không, không có bụi kỳ, không có bụi kỳ. Nãy giờ đây cũng có gì, mấy cá sát, xin kỳ còn cái gì nữa. Nhưng gom nãy giờ chục mười mấy con à? Có cá sát, có xin kỳ, lộn xộn. Đó. Thấy chưa? Có 8 lời hơn luôn 8 rồi. Không gì đâu kỳ. Ba le này làm gì? Thả lưới cá sét luôn, điều ngon phải. Năm mình mấy tháng nay hơn được 3 hôm qua được 3 con gì? Cá gì? Sa. Ba sa. Ba con 5 kg vậy. Nó xét chỗ nào cũng vừa trúng hoài rồi, tôi quýnh có giờ ở đâu cũng không trúng chỗ này nữa. Khi nào có chỗ này trúng trúng cho nó phao thôi. Ừ, tự phao kéo lên. Ông kia nó quýnh chả thì không có. Bên là bên của ai nấy xài. Đúng rồi, cá của ai nấy bắt thôi. Chỗ này là chỗ điểm ruột của cậu Út nè cả nhà. Cậu Út quýnh cá sát là ở đây dúng dữ lắm nè. Mà ở đây đánh thì ít ai trúng được, của mình chỗ Út à. Con nhắc nó, con nhắc cậu Út mà. Ông chọc con nữa rồi. Ủa hổng không có cái ngát luôn à. Cái không có ngát luôn à. Cái ngát đâu. Cái ngát năm nay làm gì không có thì sao ông ơi.
lâu lâu được một con cái rồi đó. Đồng lóng nó kia hết rồi. Đó. Đó. Ê, cái sủ trời ơi, cái sủ quá bự. Cái sủ này đem về luôn cả nhà ơi, tại vì nó lưới là nó yếu xìu rồi nha. Nó mình thả nó chắc không nổi đâu. Rồi bự nhỏ thì bắt luôn. Cái xác này hơi nhỏ nè, chưa có bự. Rồi nhầm bữa nguyên đàn lớn nó đi rồi dính con, có con bốn con tay vậy đó. Ba con tay, bốn con tay. Này đầu dột. Này lên lai gai đó nha, giờ lên lai gai đều đều. Đây, yêu cầu vậy có cá cũng mừng rồi. Đó, đó. Đó. Còn nó dính lâu rồi gì thấy đơ rồi gì. Cá nó dính trong lưới, gỡ vỏ trong lưới. Cá nó dính đâu. Cá dính làm gì vậy? Cá nó dính làm gì vậy? Ủa bác thả cái xác mà thả phao à? Nếu đi phao vậy là đi hai dạo hả? Dạo dài ha. Dạ. Đó, nãy giờ anh hai gỡ cũng nhiều nhiều rồi nha, cái chục con rồi. Giờ mình để vô đục. Ồ, đang nói chuyện mình nói dính con bự kìa. Đầu để không tác như này mấy ký 20 ký cá cành cành luôn, không quấn vô này trúng hoài luôn á, vô quấn hoài cũng có một cái gì đó. Ô mẹ ngộ cái ta bắt cá vô nha cả nhà. Cái nước ngoài chú đúng là nước về rồi bủa cá sát nó trúng rồi ta. Ừ, đúng là nước này nó trúng. À. Nước này tối lên cũng đủ mạnh không? Hồi nãy có cá nhưng mà không có cá nhiều bằng bác lại vậy nè. Có 8 lại hơn thì lên thì dính khít hơn, dày hơn đó tám. Thiệt. Ông ngồi đi đi, không dựng lên nguyên cục luôn nè. Quýnh mà dính bài cá của cậu Út nè. Ba chiếc lạnh nó kéo giết rồi cá này dạt cho ngoài đây. Cái đầu bằng ít coi ở ngoài coi lắm. Ừ. Đúng rồi. Có khi nào anh nghĩ anh trúng bữa ăn đêm đó. Rồi nó là tới trong lục bình luôn. Tám. Không, tay lưới ổng á, ổng dính tay con nguyên bầy cá đầu bằng nè. Dính gì không chị? Ba chiếc lạnh đi giết qua nó bị dạt luôn. Kéo trước rồi quýnh là chuyên môn ở trong mấy bờ. Đó đó đó, có gì có dạt vào kìa Tám ơi. Dạ không, ông nói cũng nói rồi, ông Lệ cũng hên lắm. Chỗ này trước là đầu bằng con cối luôn. Thầy rồi không bà bọn đầu bự bằng cái bỏ 7 gì mà giờ không có luôn. Bỏ 7 với cái mỏ 5. Cái mỏ 4 cũng có nữa. Mỏ 4 là thường nghĩa quýnh đặt đó rụi luôn. Hai bữa quýnh có 2 đêm nó trên 100 chứ luôn. Cái nhỏ nhỏ này mà tầm 100 ký rồi chắc khủng khiếp lắm ta. Dính chắc kẹo quá trơn quá. Bữa đó là hai thằng gỡ tới sáng luôn. Ông tao quýnh trên nhà đá tao lưới nè. Cái khác còn mạnh rồi 30 mấy ký. Ôi vậy hả. Nhà đá nó có nhổ neo hết đá luôn.
như này nó đi vừa lên đó vừa vàng đá, nó vừa vừa vô ngay đá nó đứng à. Nãy giờ thấy kéo nặng hoài có khúc nào khỏe đâu. Nó nhiều nhiều gì cái mình hút vô đục như thế này. Tầm chục con rồi nè, chục mấy con. Cái này còn sâu ghê không? Cái này cũng đưa nhộng lắm. Cây lớn lắm. Nhỏ, bà con. Hú còn có hú hả? Con khác rồi. Hú vô. Còn có hú luôn. Còn có hú con nữa kìa nè. Bà con nhất quá nhất. Lụm tiếp cả nhà. Nó vô cái lỗ lù à. Nó lủi vô lỗ lù à. Trời ơi. Nó dướng đây luôn rồi. Nó ra không? Ôi. Ừ, có con anh kỳ này bự nữa nha. Đó bọc ra. Hồi ơi, hồi ơi. Con cá phèn khủng rồi chú An ơi. Trước cái giờ con chưa thấy cá phèn nào bự cái này hết trơn á. Trời ơi, hiếp. Hồi trước á, hồi trước 300 gram có hoài mà giờ thì hiếp. Nhưng mà ở biển thận mình nhân câu trời ơi, con chà bá chà bá. Phèn mắc không? Trăm mấy nghĩ. Phèn nhận nghĩ. Mà cá phèn này nó mắc mắc nhưng mà cũng đâu có nhiều ha bác Kha Tấn à. Trời ơi, lần trước lắm. Cá lớn này. Lần lớn này không có bữa nào nghe cho bữa đi nha. Bữa ha, 4-5 kg. Gì? Có phèn không hả? Có phèn không á. Đi ghê hả? Dạ, ghê dám, 5-6 con á. Trời ơi, cá có giá mà mình kiếm vậy là có tiền lắm à. Lúc đó là cái thao câu văn ở nhà đó đó. Ừ. Là cái thao đựng câu đó. Ừ. Là chất dòng cái thao đó đó. Bữa 4-5 kg, 5-6 kg dính. Ừ, câu cá. Trời ơi, dữ vậy hả? Để mình cho cá nhà coi con cá phèn này cả nhà. Trời ơi, cá phèn. Cá phèn nữa đi, chứ không cá phèn dính là chết à. Nó không ít nào sống. Ôi 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 nó bự nè cả nhà ơi, có phèn đẹp thiệt chứ, nó vàng ngính luôn. Ôi ôi con có phèn hết nái luôn. Có phèn này anh hai nói nó có giá lắm cả nhà, 100 mấy ký. Lên được mấy con cá sát nữa cả nhà. Cá chùi. Nổi dưới lại gì vậy? Trời ơi tim. Tim này tim gì bác Tấn? Không tim út hả? Trời ơi tim lên này cả nhà. Cá sát nó lên tim diễn. Chưa có chỗ nào mà sẽ đám canh tị ngay chân đó dạm đường vô dạm vô cả. Trên phía trên này nè, chưa nóng ở mà. Cái đám nhân kỳ đó đó. Bữa tôi quýt giác có bao nhiêu không? 120 kg đó. Bỏ dàn lớn 2 dạo cho bữa đó. Giờ không quýt giác một giác lớn 120 kg á. Giác cái dàn lớn 2 dạo đó. Bữa đó tao liêm đâu có nóng được cái chỗ nào đâu. Nguyên tài lớn 3 cây lớn là 6 cây đó là không có nóng được cái chỗ nào chứ. Dính đều luôn hả? Hết nguyên cây tài lớn luôn. Ghê à. Cái đầu nó ốp vô. Ốp vô mà cũng không kịp. Nó ốp vô cái cũng không kịp á. Rồi dính quá trời dính rồi đâu quá ruộng. Ở trên này nó đi xuống nó đi ngay vô đó đó. Ốp ngang vô đó nó quơ ngang vô ịn vô bờ luôn, ịn vô mé luôn. Cái đó còn hơn kéo lưới nữa. Dí nó hết đường chạy. Ốp
bữa đó nguyên ẩn vô cái là nó mới chín. Cái đó là mình gọi là sao bắt tám, mình đánh úp đó ba Tâm. Dạ bữa đó biết làm gì không? Cởi cái áo ra, quấn cái tay lại, nắm cọng dây viền nhéo từ từ lên. Đâu có nắm được đâu, chỗ nào đâu nắm. Rồi hết lưới rồi, nước lên bựng bựng rồi. Xong. Rồi con về bác Tám ơi. Cảm ơn bác Tám nhiều. Rồi hết lưới rồi cả nhà ơi. Không sao ơi, đừng buồn, giờ dưỡng sức đi. Biết đâu chiều nay ông ra mà ông vừa lấy sức để ông gỡ cá đó. Chưa hả? Vậy thôi ngày mai, hẹn ngày mai đi. Chiều mai quấn được rồi. Nước mơi mà cậu đãi bác Tám lại cái gì? Chiều mai quấn được. Nước chiều nay quấn không được chứ chiều mai quấn được. Rồi bây giờ mình vô cả nhà ơi. Ok. Anh em mình vô tới nhà cả nhà ơi. Để coi cái này cái xác tự nhiên nó lên đây gai. Ồ vòng quay nè. Ok, cũng nhiều. Giờ đầu tiên là tròn nhất cả nhà. Để có lộn con út là thấy ra để hai đứa lộn. Rồi vậy mới biết nó ha. Này chắc được kiếm mấy hai ký anh hai. Dưới đây mới có mấy cái út này. Dưới đây. Ở đây có con cá phèn bự nè cái này. Rồi. Tổng kết lại tại lưới cá sát này anh hai nó khoảng được gần 2 ký cả nhà ơi. Giờ sẵn buổi trời sáng chị hai đem ra chợ bán liền. Còn sớm nè, tranh thủ. Không nghe có văng lưới không vậy? Cái này vô dữ lắm rồi không? Bán cá he vô dữ lắm rồi không làm lưới được phải không? Cái này đem lại chợ bán cả nhà. Giờ mình xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.